Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết sao hè là như thế nào nha các bạn. Ở đây là nhà của mình nè. Đi ra sao hè nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube BMPT Travel Vlog nha. Hôm nay thì mình ra sao hè nhà mình để quay một số cảnh quan miền quê nha các bạn. Cảnh miền quê này khá là độc đáo nha, có ruộng vườn đầy đủ luôn. Các bạn có biết từ sao hè là sao không? Ở miền Tây mình thì phía trước là nhà, ở phía sau sẽ có một cái vườn tạp. Và tiếp theo nữa mới tới những cái công đất ruộng mình trồng lúa hoặc là trồng hoa màu. Thì cái sao hè là cái vườn tạp các bạn. Phía sau ngôi nhà mình là từ cái khúc phía sau với lại cái vườn tạp ta gọi là sao hè. Thì cái này cũng tạm gọi là sao hè cũng được, tại vì khá là chill nha các bạn. Nó cũng phía sau nhà thôi. Kế bên đây thì có cái vườn nhãn các bạn, khá là mát luôn, gió rì rào luôn. Hiện tại giờ 9 giờ mấy 10 giờ nè, mà các bạn thử nghĩ xem mát như thế này. À, cây môn này nữa nè, các bạn nghĩ đừng có thấy nó hấp nha. Mình đứng là lúc luôn đấy, ngang đầu mình rồi, mình 1m7 á. Là cây này tầm 1m5 cho đến 1m6, trên 1m5 các bạn. Môn này thì cũng gọi là dãy lớn các bạn, tại vì tốn phân thuốc rất là nhiều, mỗi công là trung bình là tầm 15 triệu á tiền. Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết sao hè là như thế nào nha các bạn. Ở đây là nhà của mình nè. Đi ra sao hè nha. Từ sao hè là thuật ngữ ở miền Tây mình, là ám chỉ ở phía sau của ngôi nhà của mình. Ở miền Tây các bạn, phía sau ngôi nhà sẽ có một cái khu vườn tạp nha, rồi sau đó mới ra đất ruộng. Thì sao hè là ám chỉ ở phía sau ngôi nhà với lại một toàn bộ cái vườn tạp ấy, thì ta gọi là sao hè đó các bạn. Ở đây thì có vườn cây ăn trái nha các bạn, vườn ổi. Vườn như thế này thì cũng gọi là đã chỉnh sửa lắm rồi đấy, chứ vườn tạp hồi xưa là chỉ trồng những cây gáo nè, cây chăm hoặc là cây bằng lăng, kiểu như trồng cây để mai mốt lấy cây đó cắt nhà các bạn. Đây. Này là ấp chiến lược rồi các bạn. Có cái rãnh như thế này nè. Ở phía đây nó sẽ có cái gò. Tùy chỗ nha. Có chỗ sẽ còn, có chỗ sẽ không. Đây là ấp chiến lược. Hồi xưa người ta gọi là ấp chiến lược là cũng có lý do hết. Cái đó giống như cái chiến hào hồi xưa vậy đó, để phòng thủ các bạn. Còn ở bên đây là khu vườn nha các bạn. Ở đây là cái vườn chuối mình quay mấy clip rồi nè, trên kênh mình có nè. Trồng cây cho thu nhập hàng ngày các bạn. Thì trồng chuối mình thấy là khá ổn nha. Do là vườn chuối ở đây các bạn không có áp dụng kỹ thuật nhiều, và chiếc cây cũng không có triệt để các bạn. Vì vậy cái buồn á thì nó sẽ càng ngày càng nhỏ nha. Cây nó hơi ốm. Tuy nhiên thì do chuối ngự các bạn, nó cũng do cái gen nữa. Ví dụ như là nó tầm 5 cho đến 6 nải thôi à, chưa có buồn nào mà được 7 nải đâu. Nếu mà cây tốt thì có thể là nó sai trái hơn 14 hoặc là 16. Nó cái gen nó vậy đấy. Còn nếu cây to nữa thì nó trái nó sẽ phì to hơn. Thì trồng những chuối như thế này thì chúng ta chỉ ở mức trung bình, mình nghĩ là mức trung bình là được. Tại vì chúng ta chăm sóc cực kỳ tốt thì nó cũng vậy thôi, nó cũng to hơn một chút xíu thôi. Với lại do chúng ta, nếu mà bán chuối sấy chúng ta cần ký có lại nha, còn nếu bán đếm trái thì nó cũng sẽ không có tăng giá nhiều hơn. Vườn nhãn này thì cũng đang ra bông nha các bạn, nửa nở hoa là có ông nó lợi dữ lắm. Rồi hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn thấy sao hè của mình và giới thiệu một số loại cây ở trong vườn. Ví dụ bên kia có đấm môn các bạn.
Ngày xưa là có cái hầm nha, sau hè là nhiều hầm lắm, còn cái này là dạng như là không phải là cái hầm đâu, gọi là cái hầm á. Cái này dạng như giống như cái lên clip giống như hiện đại bây giờ rồi, còn ngày xưa là đào hết trơn luôn rồi lên cao dữ lắm, cao luôn để tránh mùa nước á, tránh giữa nuôi cá, kêu miền Tây là kêu là cái hầm, có người theo đúng là gọi là cái ao á bạn. Đây đây là môn nha các bạn. Bạc ngàn luôn các bạn ơi. Môn này các bạn thấy vậy thôi chứ nó cao lắm nha. Mình bước vào là nó cả ngang đầu mình á. Đây nè. Đó chưa? Mấy cây này nó cao tầm 1m6 ăn lên các bạn. Mình 1m7. Có chỗ nó nhích hơn luôn nha. Đám môn này thì chiều cao như thế này thì cũng là ở mức trung bình thôi đấy. Có những đám là nó cao khoảng tầm 2m luôn. Đất môn thì chúng ta cũng biết rồi, là dạng như đất mức gừng mà. Mức gừng là tức là giả phân nhiều các bạn. Có một tầng giả lần à, phân còn lúc nào cũng còn trên đất chân á. Thì sau khi trồng môn rồi chúng ta trồng dĩ gì nó cũng tốt chân á. Rễ nhiều tuy nhiên cây nó cũng hút nhiều, chứ không phải là nó ứ động đó rồi nó hại đất nha các bạn. Tại vì loại cây này nó dày rồi. Và chúng ta trồng các vụ sau á, thì chúng ta tận dụng cái phân đấy. Đây là vườn nhãn nha các bạn. Vườn nhãn này thì chắc cũng có dự định để thay thế rồi, thay thế trồng cây khác. Tại vì riêng cây nhãn Ido này á, thì chúng ta phải chằn chọi rất là nhiều các bạn. Mưa gió thì nó hơi rủi ro nha. Với lại lấy trái, cây càng to thì càng khó lấy trái nữa. Thì cây này thì nó cũng dự định thay đổi cây này sang cây mít. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Hôm nay thì các bạn xem clip này thì cũng có biết được, hiểu hơn về con người miền Tây, cũng như một số thuật ngữ chiêu chiêu của miền Tây. Ví dụ như sau hè nè, cái hầm nè. Nếu các bạn thấy clip này hay, thông tin hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.